chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng có đi ngang thị trấn Cần Giuộc cả nhà, gặp quán cháo vịt cô Bảy cả nhà. Đây là bán cháo vịt, gà, bún măng vịt, miếng vịt, mì vịt tiềm cả nhà. Đây là địa chỉ là 264 quốc lộ 50 khu phố 4 thị trấn Cần Giuộc Long An cả nhà. Cô Bảy bán vịt, gà rất là nhiều luôn. Dạ, với đây là vịt, lòng vịt đồ cô Bảy đã chặt ra hết rồi cả nhà. Giờ rất là siêu ngon luôn cả nhà. Con quýt nữa kìa. Dạ đúng rồi. Đây là mì vịt tiềm cả nhà. Đây là những miếng mì vịt tiềm cô đã làm rất là ngon luôn. Dạ, dưới đây là mình có rau muống. Và cái này là càng cua. Càng cua và cải nồi cả nhà. Và rau răm. Và rất là hấp dẫn luôn. Rồi thêm gì nữa không? Ôi giờ mà dịch rất là ngon luôn ha. Cái này mình bán cháo vịt đi về hả cô Bảy? Dạ. Như một phần này là mình bao nhiêu tiền vậy cô? Dạ. Là mình phải coi lại phải không? Ở đây là nước mắm để mình trộn gỏi hả cô Bảy? Nước mắm trộn gỏi. Dạ, đây là củ hành. Còn ở đây là nước mắm gừng cả nhà. Đây, rất là ngon luôn. Dạ, đó là nước mắm để khách có mua đem về là mình bóc vô cho nó nhanh đó cả nhà. Đây là đậu phộng. Đây là những hộp đậu phộng cô Bảy làm rất là ngon luôn. Mình ăn mì vịt tiềm đi ha. Hay là ăn cháo vịt, anh muốn ăn cái gì? Mì vịt tiềm cô Bảy bán rất là ngon luôn. Ồ, đây là những hộp đậu phộng rất ngon cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Bây giờ cô đang trộn gỏi cho khách đem về cả nhà. Cô Bảy đây mì vịt tiềm bán nhiêu phần cô Bảy? 45 ngàn. Dạ. Đặc biệt thì 70. Dạ. Còn bình thường thì 45. Bình thường là 45. Quán mình bán mấy giờ cô Bảy? 10 giờ bắt đầu bán. Dạ, bán tới mấy giờ cô Bảy? Hết giờ nào nghỉ giờ đó. Là khoảng chiều là khoảng mấy giờ ta? Có khi 3 4 giờ rồi có khi 5 6 giờ. Dạ. Cũng như khách có xuống ăn thì đi buổi trưa đi ha. Buổi trưa là ngon nhất. Dạ, buổi trưa là ngon nhất. Dạ. Trưa là giờ con điểm giờ là bắt đầu giờ sắp vô. Bây giờ là bắt đầu. Có mưa là có khách vô. Dạ. Vậy mình cũng mới mở cửa con tiếng chứ gì ha. Mới đoạn, mới đoạn. Dạ. Rồi của anh đó này 200. Là mình có cháo gỏi đâu đầy đủ nữa cô Bảy ha. Dạ. Bây giờ cô Bảy cho hai phần mì vịt tiềm. Dạ. Ăn đùi vịt không? Đùi vịt không? Cho em hai phần mì vịt tiềm đùi vịt. Đây là những con vịt, con gà cô bán rất là ngon luôn cả nhà. Giờ cho hai phần mì vịt tiềm thôi cô Bảy ha. Dạ. Ít mì hả cô Bảy? Dạ. Hai cái ba dắt đi. Dạ. Ở đây là vịt cô Bảy đã chặt ra cả nhà, rất là siêu ngon luôn. Dạ, lưỡi vô trong đó đậu luôn. Dạ dạ. Thích mối hả cô Bảy? Dạ. Ở đây mình nhờ bán khách mối nhiều hơn cô Bảy ha. Dạ. Dạ. Cũng như một dĩa gỏi mà hai người ăn là cô Bảy bán nhiêu cô Bảy? 100 ngàn. Dạ. Bây giờ cô Bảy để nguyên cái đùi vịt cho em luôn nha. Để nguyên cái luôn. Dạ, dạ. Muốn ăn vịt mềm hay vịt cứng? Dạ, một cái mềm, một cái dai. Dạ. Ủa, mình có hai loại luôn hả cô Bảy? Dạ. Loại này mình ăn với cải ngọt thôi cô Bảy ha. Sao bán được mà? Dạ, gì kêu? Dạ, để nguyên cái luôn. Cái nào mềm, cái nào dai cô Bảy chỉ em nha.
cái này mềm là. Dạ, mềm là nó đen hơn miếng phải không? Dạ. Dạ. Dạ để nguyên luôn cô bạn. Ồ, cái nước thơm quá cô Bảy ơi. Dạ, thơm quá thơm luôn, ngào ngạt luôn cô Bảy. Ba cháu bỏ ba người ăn. Rồi, okay. Cô Bảy như một cái tô đùi về mình bao nhiêu tiền cô Bảy? Dạ. Nhiêu? 50 hả? Ủa rẻ quá gì? Dạ. 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 Thơm quá cô Bảy ơi. Dạ. Chống hả vậy? Dạ. Cảm ơn bạn. Chồng có đi ngang thị trấn Thần Dục đó cả nhà. Giờ mình thấy cô Bảy bán mì vịt tiềm rất là ngon luôn, nên hai vợ chồng có kêu ra hai tô mì vịt tiềm. Đây là một tô mì vịt tiềm cả nhà, nguyên cái đùi như vậy luôn. Và trong đây là có nấm lươn cô và táo rồi. Đây là mì tươi cả nhà. Và dí kẻ ngọt. Là một tô như vậy là có 50k cả nhà. 50k hả? Dạ. Còn tô bên đây là cũng vậy luôn. Và ở đây là cô Bảy có làm ra một chén nước chấm cả nhà. Dạ, ăn với cải ngọt. Dạ, đây là chanh ớt với ớt xay đồ. Cô Bảy để nguyên một dĩa vậy luôn á. Chồng mình thấy đã thích rồi đó. Ớt của mình đây. Hai chồng mời cả nhà ăn mì vịt tiệm cả nhà. Mời cả nhà ăn mì vịt tiệm với vợ chồng mình nha. Mì vịt tiềm cô Bảy siêu ngon. Siêu ngon. Ôi, giờ cái tô quá hấp dẫn luôn. Cho xin cái muỗng đi. Ủa chưa có một muỗng nè. À muỗng ớt thì nói đi. Múc cho em một miếng nha. Rồi. Ở đây á, cô bán mì vịt tiềm á là hai loại vịt. Nếu mà ai muốn ăn mì vịt tiềm mà đùi vịt mềm, thịt vịt mềm á thì nói cô, còn muốn ăn dai á thì nói cô. Bán. Ủa vậy luôn hả? Dạ, của em là mềm á. Của em là dai. Giống như mình ông già 60 ăn cái vịt mềm mới chịu. Anh ơi, mời cả nhà ăn đùi vịt anh ơi. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn đùi vịt nha cả nhà. Ngon quá rồi. Đúng là siêu mềm luôn em ơi. Vâng. Quá ngon. Cô bán từ sáng cho tới 3-4 giờ chiều hết không? Dạ. Cả nhà cái chén nước chấm cô làm rất là ngon luôn cả nhà. Mình sẽ chấm đùi vịt vô. Ngon quá rồi. Quá đã luôn hả? Ông mà tìm ăn khỏi chê cái nhà rất ngon. Dễ rồi. Mềm không? Mềm ha, của anh mềm lắm. Của em ăn cái loại dai. Em ăn dai hả? Ừ. Như cũng cà bé xanh giòn quá. Mì tìm này có những miếng nấm tôm khô và táo đỏ cả nhà. Có trái ký tử, trái ký tử hả? Dạ. Không, cái nước cô nấu rất là ngọt, ngon lắm cả nhà. Siêu ngon. Dạ. Ở thị trấn Cần Duộc này là hả, cũng như cũng cả nhà chắc cũng đã biết cái tiệm của cô Bảy này rồi. Cô Bảy này là bán mấy chục năm rồi.
Cô Bảy mì vịt đêm. Dạ. Cô Bảy, cái quán mình bán là mấy chục năm rồi phải không cô Bảy? Hả? Cái quán mình bán mấy chục năm rồi phải không? Bán mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Dạ. Này nè, nhiều cô bác anh chị biết cái quán cô Bảy nhiều lắm. Nhiều quá chứ. Dạ. Hình như là cái khu vực này nó kêu quán Dạ. Dạ. Dạ, cũng như bây giờ ở đây khu vực này ta ra cháo vịt nhiều quá hả cô Bảy ha. Nhưng mà cái quán cô đã có tiếng ở đây lâu rồi. Nhiều người biết tới quán của cô lắm. Dạ. Quận 8 hả? Dạ. Cái con đen này là gì đâu? Ở cô Bảy coi đó là gì hả? Cô Bảy này là gì cô Bảy? À, củ viền. À, củ viền đó nha. Hầm chung thuốc bắc nó củ ghiền mã đen vậy luôn nè. Chứ là chứ lấy mình tưởng đâu là học dịch gì? Dịch bất thảo. Dạ. Không, cái nướng này rất là ngon luôn cô Bảy, đậm đà quá. Dạ. Tại cô Bảy vậy chứ cô Bảy còn đẹp lắm, cả nhà trẻ là đẹp lắm. Tại vì cái tên là cô Bảy thôi. Không, tại vì người ta hay ăn kêu cô Bảy á. Dạ. Chưa ngon. Giờ này là buổi trưa mà khách vô ba ga ha, cũng nhiều chứ. Còn giờ? Giờ này là giờ cao điểm của cô á. Dạ nhiều lắm cô ấy, nước ngoài có nhiều lắm. Dạ. Sao mày tìm ăn thích ăn da ta? Bữa em ngon quá chồng ơi. Nãy cô Bảy nó bán hai giấc mì luôn, em nói thôi một giấc rưỡi thôi. Tại mình ăn đùi vịt rồi. Không, nó mềm dễ ăn. Cái da này là như vịt quay vậy. Đúng không anh? Vịt tiềm giống như vịt quay vậy. Không, như nó quay rồi nó mới tiềm mà. Dạ, cái này cô tẩm ướp rồi. Có chỗ nó không quay mà tươi luôn nha, ta chiên. Em nhớ cái chú ở bên quận 6 bán không? Dạ. Chiên cho nó vàng, thiệt vàng ở trong ta bỏ vô tiền. Dạ. Đó. Tùy chỗ làm á anh. Hả? Một cái lượng dịch gì làm với mì là cô Bảy bán là 50k. Giá này cũng rẻ chứ không dạ. Giá này rất bình dân cả nhà. Anh mới cường nãy vô đi chứ đi trên Sài Gòn về hay gì? Dạ. Mình dịch tìm đi là cô Bảy ăn với củ hành nè anh, nhiều củ hành lắm anh ha. Đâu có củ hành đâu. Đúng, anh không có hả? Có, ít lắm. Dạ. Như anh ăn với ớt, ăn chung với ớt hết luôn rồi. Ớt ăn vừa đủ cả nhà, không ăn nhiều được cả nhà ơi. Dạ đúng rồi. Chồng mình dạo này cũng đau bao tử cả nhà, đau lắm. Không có ớt á, ăn không vừa ngon được. Có cái ngộ nha, lúc mà chồng mình á buồn cái gì đó là ăn ớt rất là nhiều luôn. Buồn cái gì là ăn ớt hả, siêu luôn á. Ăn cơm nhà cũng vậy, nó đựng chọc chống quạo. Sao kỳ vậy ta? Lên nói kỵ ta. Bữa nay mới lên đi nói kỵ cả nhà. Ngày nào mà dễ hà vợ chồng cho dễ hà chồng mà buồn bực gì đó ăn cơm là ăn ớt. Khỏi chê luôn. Mua nhiều ớt ăn hết. Có làm bữa tối ngủ không được nhớ không? Ừ. Bữa tối ngủ không được, cầm hai trái ớt vô ăn chơi. Cầm hai trái ớt vô nhà vợ đăng Facebook chơi. Ngủ không được á. Ớt mà nhai hả? Rột luôn. Xong mày chạy la làng. Cay quá.
ớt nó ngộ lắm. Em ăn với gì vậy thì đỡ cay nha. Mà cái nhà ăn không rồi. Ăn không uống nước rồi là cay hết luôn. Càng ăn không nha. Cái nhà húp dùng miếng nước thôi. Trời ơi nó cay, cái cay không được, không tưởng tượng. Giờ khách lại quá đông anh ạ. Để mẹ siêu siêu ngon. Cô Bảy bán rất là vui, dạ. Vui, bán rất là ngon. Tại nãy cô Bảy có khách nên mình không có tiếp chuyện với cô Bảy nhiều được, chứ cô Bảy rất là vui luôn. Khách nhiều lắm. Mà cái đường này là Phú Lạnh Mưa em. Dạ, Phú Lạnh Mưa. Thì chắc là vô, cả nhà đi ngang đường trong đó là gặp tìm cô Bảy mì vịt tìm. Nếu mà cả nhà không biết, cả nhà hỏi thăm nói quán cháo vịt mì vịt tìm cô Bảy đâu là cũng như các cô chú địa phương đây là biết hết ha anh. Biết hết. Anh cho em cái trái táo màu đỏ đi. Ủa em ăn táo gì ạ? Em phải ăn táo ngọt lắm. Ở có gửi gà nữa cô Bảy. Dạ để vài ngày sau con xuống gửi gà. Gửi gà ngon lắm hả cô Bảy? Dạ ít ngày sau con có đi ngang đây ăn gửi gà. Cô Bảy có bán gỏi gà, gỏi vịt, bún miếng, bún măng, cháo vịt và mì vịt tiềm cả nhà, nhưng mà mì vịt tiềm đây là rất ok. Anh đưa trái táo cho vợ. Có để gà, bún măng, miếng gà. Dạ. Ừ. Ông quán cô này bán rất là tuyệt vời luôn đó nha. Cả nhà mà có ở thành phố về hoặc là có đi ngang hướng về Long An thuộc về Cần Giuộc em. Thị trấn Cần Giuộc. Thị trấn Cần Giuộc. Thì cả nhà hãy ghé quán cô Bảy mì vịt tiềm, gà, gỏi gà, gỏi vịt rất là ngon, bún măng, bún miếng, mì vịt tiềm. Cô bán rất là ngon luôn cả nhà, bán giá thì ok, giá thì bình dân. Nói chứ cái tô mình mà nguyên một cái đùi nhìn mà cô bán chỉ có 50k thôi thì rất rẻ cả nhà, rất là ngon. Chờ đã một tí không nha? Không, thì anh vô lấy cho trong cái thùng màu đỏ. Cô bán ở đây là... Ủa bình thường là cô bán cháo vịt là bao nhiêu một phần cô? Cháo vịt 1 người 50. À cháo vịt 1 người 50, dạ. Cả nhà vô ăn cháo gỏi vịt đó, 1 người là 50k cả nhà. Ủa bây giờ là xe vô rất là đông luôn cả nhà. Dạ, buổi trưa giờ có điểm. Cô nói giờ này là giờ cao điểm của cô nè. Mình kết thúc clip đi anh ha. Mình để cho... Không, mà này cả nhà có ở khu vực lân cận này thành phố về cũng vậy, đi về thị trấn Cần Giuộc á, thì hướng về mà Cần Đước Gò Công cả nhà, thì cả nhà hãy ghé tiệm cô Bảy mì vịt tiệm, bán rất là ngon, cả nhà ghé ủng hộ ăn thử, nếu mà cảm thấy ngon thì cả nhà hãy giới thiệu bạn bè đến ủng hộ cho cô Bảy luôn. Dạ, quán bán cơ rất, bán số 1 rất là tuyệt vời. Dạ đúng rồi. Thôi clip mình kết thúc ở đây cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Dĩa Hè và kênh ẩm thực Hai Lúa cả nhà. Một lần nữa, hai chồng Quán Dĩa Hè và ẩm thực Hai Lúa cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.